Ê à, quận 7. Dạ, tôi thì nó nhiều bệnh lắm, Rồi. nhưng mà tôi nghe thầy rồi tôi lên đó, trên mạng tôi coi đó, À. thì tôi mê rượu ớt vô cùng. À. Nhưng mà đó tôi có một cái bẩm sinh tôi đó Ừ. là nó bị dị ứng, là cái thứ gì nó vô mình tôi nó cũng dị ứng hết Đúng, rồi đó, đó. Thành ra đúng. đó tôi nói rằng để hỏi thầy, tại vì trên đó thầy nói rằng nó có những người uống À. rượu ớt mà gặp phản ứng phụ thì thầy có cách giải quyết. Đúng. Thành ra đó tôi nói để lên đây đó À. là khai bệnh với thầy rồi À. thầy tư vấn đó, để mà tôi mà dùng rượu ớt Ừ. á mà có gặp cái gì đó thì cầu cứu thầy chỉ cách cho tôi Chuyện đơn giản giải lắm. quyết đó. Rồi bây giờ bệnh hiện gì? bây giờ hiện nay đó là tôi bị cái ngón tay cò súng. Rồi còi súng rồi. Rồi Dạ xong. đó Là biết rồi, nãy giờ nói dạ là biết rồi. dạ rồi đó là Bị cái bao lâu, bị còi súng bao lâu rồi? cò súng khoảng chừng hơn tháng nay thôi, còn Rồi rồi, cái đó dễ. cái suy giãn tĩnh mạch, À, suy giãn tĩnh mạch thì rồi. cũng cả năm nay Cái rồi đó rủ ớt nó giải quyết xong hết. đó đó. Dạ đó Rồi. tôi cũng nghĩ vậy đó, rồi tim nữa đó. Cái mấy cái chuyện nhỏ không Cho nên đó tôi thấy toàn là á. những cái bệnh mà rượu ớt giải quyết được hết đó Giải quyết được hết. đó đó. Mà tôi nói À. là tôi sợ tôi uống vô cái rồi nó không chịu, nó Đúng dị ứng rồi. á. Dạ Rồi. Xong chưa? dạ dạ rồi Rồi bây giờ tôi nói chuyện ông nghe. dạ Ông làm nghề gì? tôi hồi xưa tôi đi dạy học, nhưng À. mà sau này đó tôi làm về mỹ nghệ. À, mỹ nghệ. À Ông sao ngồi ngồi nhiều. à tôi ngồi nhiều. Nhưng mà ông sử dụng mấy cái hóa chất đó ông có Không bị không, không? tôi không có sử dụng cái hóa chất. Cái mỹ nghệ đó là tôi giao cho thợ, còn tôi là cái người thiết kế, tôi làm tranh À, sơn mài, tranh vẽ này mình khác thiết rồi đó. kế thôi. À đó đó Rồi đó coi. Muốn người thiết kế cái mặt của nó mới được. Ok, chuyện nhỏ như con thỏ. À Nha, bây giờ tôi sẽ nói cho anh cái cách để mà mình đáp ứng dần với cái rượu ớt. Thứ nhất là anh phải dùng nó với dâu là cái chắc rồi. dạ Nha. Nhưng mà anh lấy cái hũ dâu á, thì trong hũ dâu nó có cái muỗng nhỏ đó. à dạ Mình lấy một muỗng đó thôi, à mình không có dùng nhiều, à một muỗng thôi, mình bỏ vô mình trộn, dạ rồi mình ăn cơm no xong quất một phát, chiều ăn cơm no xong quất một phát. dạ Nhưng mà để mà giải quyết những cái chứng bệnh trong người mình á, không có cái gì hay bằng 16 8 á. dạ Khi mà anh thực hiện 16 8 này, hút không khí nè, chườm đá nóng ở cái vùng gan này nè, là anh đã giải quyết hết 60-70% bệnh rồi. Những cái khác là phụ hết. Nắm được chưa? dạ Thế thì nãy giờ nói rồi, ông chắc ăn nữa là ông đang mua tôi cũng cơm năng. Được chưa? dạ Rồi, ông về ông đọc cho kỹ rồi ông mua đá rồi với ông mua rượu ớt ông dùng. dạ Thì ông dùng á, như tôi đã nói với ông vậy đó, tức là một cái muỗng trong cái da ua mình ăn. Nhưng ăn trong vòng tuần lễ. Ha, thì dạ cái cơ thể mình á nó adapt được liền. dạ Bởi vì mình pha với sữa chua loãng á, dạ thì ngay cái da ua nó làm cho mình quên cái thằng ớt rồi. dạ Lúc ông ăn thì ông đừng có khái niệm là tôi ăn ớt, dạ mà ông khái niệm nó giờ tôi ăn da ua, còn dạ cái này chỉ là gia vị thôi. Đó, tức là mình đánh tráo khái niệm. Để kể cho thầy nghe À. cái suy giãn tĩnh mạch là mới Ừ. đây đó Ừ. tôi mua cái kem mà varicocet á, À. tôi sức Ừ. vô cái ngày đầu tiên tôi sức á, Ừ. 2 tiếng đồng hồ sau đó cái Nó tim tôi nó đập mạnh, đập lại mạnh liền. đập mạnh rồi đó là nó khó thở này khác. Về kệ nó, bây giờ tôi nói ông nghe nè, ông nói tôi hiểu rồi. Tại vì ông biết á, nó có một cái đặc điểm trong cái những cái thuốc men bây giờ á, đều có hóa chất hết. Và những có như thí dụ như á, là ngay cái thuốc uống á, mà như là thí dụ như rượu ớt chẳng hạn, người ta cũng bỏ ra một cái thuốc để bảo quản. Có nhiều khi mình bị dính là bính cái bảo quản đấy. Nhưng cái rượu của tôi á, nó đặc biệt con cái tại sao tôi khuyên mọi người nên dùng cái rượu của tôi chế. Thứ nhất là tôi loại trừ độc tố hết rồi. Cái thứ hai là trong đây không có một cái chất gì bảo quản, không có một cái hóa chất gì nó ngoại trừ duy nhất là rượu ớt thôi. Và phương pháp chiết xuất của tôi đó là một cái phương pháp chiết xuất đặc biệt, mà hồi trước tôi học bên Pháp, tôi học chuyên về này mà, cho nên nó giống như ông học mỹ nghệ. Thì tôi trích cái chất mà của thành phần cái trong ớt đó ra, cho nên đó là ông riêng ông muốn vô xuống đó là cái tim ông tôi nói ông đó nha, tụi mình bây giờ ông bao nhiêu tuổi em? 74. Rồi 74 em. Dạ. Bây giờ là tụi mình bây giờ tới cái tuổi này rồi, là mình đừng nói mình anh hùng, tim mình có vấn đề hết rồi. Mình đi làm gì mình đi xa chút mình cũng mệt, mình thao thảo mình khó chịu. Nhưng ông uống cái này vô xong ông sẽ
trong một tuần lễ thôi. Ông sẽ ủi mẹ sao tự nhiên tôi thánh niên vậy ta, nó đặc độc đáo vậy đó ha. Thì sau một tuần lễ rồi ông uống cho tôi cái muỗng đó, thì tuần lễ thứ hai ông dứt tôi lên hai muỗng, được chưa? Rồi tuần lễ thứ hai ông uống vô á, mà ông uống một hai xong rồi không có vấn đề gì rồi, thì tuần lễ thứ ba bắt đầu ông chơi muỗng cà phê. Rồi khi mà ông chơi muỗng cà phê một tuần lễ mà không có vấn đề nữa, dứt luôn một muỗng canh luôn cũng được. Không? Tức là mà đi nhử lần thì nó sẽ giải quyết hết những cái bệnh tật của anh. Nên ra là mấy cái mà cứng khớp đồ này nọ, mấy cái chuyện đó là chuyện nhỏ hết. Với lại nó bị cái này, cái thần kinh liên sườn á, nó đau dài sườn, rồi cái nó đi lên cánh tay, nó đi lên cái gân cổ nè, rồi cái răng bên đây đó là nó nhức, rồi nó đi lên tới trán này luôn. Đưa trán luôn. Đó đó. Cái thần kinh liên sườn này, để cái bệnh này đó thì để thầy coi mình sử dụng cái gì nữa. Bây giờ chưa sử dụng gì hết á, ông cứ rủ ớt với chồm đá cho tôi trước, rồi thực hiện 16-81 khí cho tôi xong, rồi tháng sau ông vòng lên đi với tôi, rồi mấy cái đó thì vậy, rồi ông sẽ cho tôi biết cái kết quả nó sao để tôi biết rằng là để từ từ sắp xếp lại. Nằm xuống đi. Còn cái vụ mà nó cứng, cái rủ ớt nó làm cứng cái cột sống đó thầy, rồi đó là mình bị vậy đó, rồi không có ruột nhào để mình xử lý sao thầy? Ông này ông coi phim kỹ lắm. từ rồi ông ngồi dậy tôi nói chuyện cho ông nghe. Thì thực ra là thôi mình nhường lại cho mấy người ta đang bây giờ hiện nay nó hiếm lắm, thật ra bây giờ mình không cần đâu, uống rượu ớt đi luôn, nhào nhường cho mấy người nào bệnh thiệt nặng. Vấn đề ở chỗ là vậy nè, là anh có khoảng thời gian thử cả tháng trời, cho nên khi mà nó tác động vô lên cái thủy sống mà để nó tiết ra cái tế bào gốc á, nó còn quá trình lâu lắm. Thành ra anh đừng lo, tới đó là bắt đầu có rượu mới rồi. Còn giờ nhường cho mấy người rồi thôi được. Bây giờ mình uống rượu không sao hết á, hẹn mà tôi bị cái gì đó là cứ thứ hai tôi chạy lên kiếm thầy đi chứ có gì đâu. Tháng cha nội thứ hai nào là rồi đi ra kia rồi.